chơi với chị Long này, dẫn bé Bun đi mua đồ chơi thôi. Thích à? Cái này là cái bàn chơi. Cái này cần hai người chơi nữa. Rồi, ok với Bun. Chưa đâu. Chưa luôn. Chưa có suy nghĩ nữa. Còn suy nghĩ nữa hả? Rồi. Con phải mua sạch hết nơi đây con mới chịu cơ. Lâu lâu mới có dịp đúng không Bun? Con mua hết luôn. À. Rồi ăn nguyên vụ sạch nhiều sạc luôn. Sạch luôn. Bun cứng lắm mẹ nhỉ. Lợn giống như ông cụ non đấy chà. Lợn tới lợn nuôi luôn á. Con nhỏ vào. Mọi người cho mình một like, mình chia sẻ nhé cả nhà. Mua cho anh kem một cái được không Bun? Nay vô tình gặp quay được anh Nguyễn Vũ dẫn cho Bun, con trai của chị Loan Hà đi mua đồ chơi ở gần nhà luôn. Buôn ngon là cực kỳ buôn luôn. Buôn giờ đang buôn nó mua đồ đi trang gì nữa ha. Nó hay coi, nó hay coi, nó hay coi, nó biết sử dụng không? Một hàng luôn hả? Một hàng luôn. Một hàng luôn á. Sướng nhất là buôn nha. Buôn đang lựa lựa. Ôi! Ai có lấy gì nữa cái gì nữa? Vô, cái khi nghe tay, gắn cái khi vô tay, đúng rồi. Để cái tay lên, nhắm tay. Ôi, ơi. Nè. Không thích. Con thích cái này ơi. Ủa, anh đã nó sợ mà. Anh thấy sợ bây giờ, thích chó chưa? Rồi, thích chó thì lấy chó. Xong chưa? Dắt con chó đi chơi, đâu gì đâu sợ. Đó. Dắt đi, bấm nút, bấm dắt đi. Buôn bữa nay được mua rồi, rất là nhiều đồ chơi của chính chị ha. Không, để chó vô đây nè, để tin chó nhỏ vô đây. Ờ, rồi, bỏ chó nhỏ vô đây luôn. Rồi, chó nhỏ đi luôn. Cho chó nhỏ luôn. À, lấy cái này, lấy con chó cho. Bỏ chó nhỏ vô. Trời ơi, thích nha. Tính tiền đi. Tính tiền đi. Sắc cái giỏ về luôn, tính tiền luôn. Buôn tính tiền chứ sao lại để... Rồi mua vô tính tiền. Rồi con cầm đi, bắt giữ vô tính tiền đây. Em mở túi cho nó đi. Rồi con dây giờ, đúng rồi, mở giờ, con dây giờ. Rồi, bắt cái cạnh này. Đúng rồi. Đây cho cái hàng tính tiền. Rồi của em. Nhanh 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 nha. Cái tôi rất kỳ á, nó sợ cả hồn nó bỏ chạy cái luôn. Còn lại cái nào rồi đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Có mua mua. Bun có con chó rất là dễ thương ha. Hôm nay Bun mua ít có ta một món thôi hả? Con thấy con chó nó đẹp quá, con mua luôn. Con thấy con chó đẹp quá, con giống 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 giống. Bao nhiêu? Đây là anh Nguyên Vũ qua chơi với chị Loan và dẫn bé Bun đi mua đồ chơi ha. Rất là vui khi mà sẽ quay được video này. Bun ơi, Bun có mua đồ cho anh Ken chơi không? Không, anh Ken chơi với con. Trời ơi, không mua cho anh Ken chơi hả? Không, con chơi một mình. Trời ơi. Rồi Bun có mua cho biết Bill chơi không? Không. Không mua luôn hả? Biết Bill đâu. Con mới biết Bill ở đâu luôn. Không biết biết Bill ở đâu hả? Con lầu. Cái Bill trên lầu cùng với cô Bùng Bùng đó. Đâu? Có mà. Không có. Giống gì giống nhau mà. Đó. Đó. Ốc ốc ốc. Cưng hai cạnh nhà. Nhanh tay cái là lầu vô trên số phòng liền. Rồi. Xong không? Cái kia rồi, xong với chúng chị ơi, ra về nha.
Ồ, buôn này nhảy buôn. Anh Vũ đi nhanh quá anh Vũ à. Chiều nay có đi sinh nhật không anh Vũ? Dạ. Đã sửa về chưa? Vô uống trà sữa thôi. Đây cô chú anh chị, rất lâu rồi mình mới thấy anh Nguyên Vũ đến chơi với Dòng Loa rất là lâu ha. Đó anh Hải cũng mới đi công việc về luôn ha. Đó thì bé Bun bữa nay được bác Nguyên Vũ mua rất là nhiều đồ chơi. Nãy anh Nguyên Vũ cũng có chia sẻ là đang đặt trà sữa để tặng cho chị Hồng Loan cũng như là mấy anh em người làm shop của Hồng Loan nha. Nãy mình có hỏi anh Nguyên Vũ đó là chiều hôm nay cũng đang sắp xếp công việc cũng như là cùng với chị Loan sẽ đi sinh nhật anh Kim Tử Long nha cô chú anh chị. Thì cái thời gian vừa rồi anh Nguyên Vũ rất là bận rộn đi công tác nước ngoài, anh đi Hàn Quốc rồi anh đi công tác tại Phú Quốc, Nha Trang của chú anh chị. Nhưng mà lúc nào anh cũng rất là quan tâm tới em Hồng Loan. Đó thì hôm nay rất là hiếm hoi có thời gian rảnh rỗi mà anh ghé thăm Hồng Loan rất là lâu, chơi bé Bun cũng như là hỏi thăm cả gia đình nha. Buổi trưa thì anh có mua những cái phần cơm cháy tặng cho mấy anh em YouTuber. Có những cái việc làm rất là ý nghĩa của chú anh chị. Đó thì bên em cũng ở đây cũng cập nhật cái tình hình buôn bán của chị Hồng Loan và không biết chị hôm nay thì chị Hồng Loan có đi sinh nhật anh Kim Tiểu Long hay không. Trong khi đó thì anh hai của Luân cũng đang đi công tác tại Singapore, chắc có lẽ là không dự được cái buổi tiệc này. Lúc nãy thì cập nhật thêm về cái tình hình vụ kiện thì mình cũng thấy những cái dòng chia sẻ của luật sư Tiết Ngọc ở trên trang Facebook thì cho biết là đã nhận được cái đơn quyết định của tòa án tiếp tục cập nhật về cái việc sẽ thẩm định cái tài sản của nhà số 5 như là xin niêm phong hai căn phòng của mẹ con cô Sáu như vậy luôn chị. Hôm nay nhà chị Hồng Loan có rất là nhiều khách, mấy hôm trước thì có chị Ni, chị Phương Lê cũng như là anh Sang ghé thăm. Và không biết, mình nghe thông tin đồn đoán là chiều hôm nay chị Ni và chị Phương Lê sẽ tới nhà chị Hồng Loan để mà tính gặp chủ nhà để làm việc cụ thể và tính chốt mua cái căn nhà đối diện chị Hồng Loan đó cô chú anh chị. Nếu mà chị Phương Lê chuyển về đây thì đúng là rất là vui luôn đó cô chú anh chị. Hai chị em rất là gần nhau, có gì thì hú hí với nhau. Và chị Hồng Loan mà có cần gì giúp đỡ thì chị Vương Lê sẵn sàng ha. Đó, quan cảnh trước nhà chị Loan lúc này trời cũng đang âm mưu và cũng chuẩn bị mưa đó cô chú anh chị. Em cũng túc trực từ sáng đến giờ cập nhật cái tình hình buôn bán cũng như là các cô chú anh chị khán giả, các những người thân của Hồng Loan tới thăm nha. Cô chú anh chị có thích thì cho em xin lượt like, lượt đăng ký. Thấy giờ này đó rất là nhiều những phần quà ha. Anh Vũ giờ như có vẻ là về cô chú anh chị. Anh mua rất là nhiều quà nha. À, anh Vũ tới dẫn mấy buôn đi mua đồ chơi, còn mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan nữa nha quý vị. Giờ này ảnh bước lên xe, chắc có lẽ là chuẩn bị ra về của chú anh chị ơi.
mình xin cập nhật cho cô chú chị xem.